Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái các phản xạ nguyên khoát ở trẻ sơ sinh ha các bạn. Thì đối với một trẻ sơ sinh mới sinh ra, lúc nào cũng có đủ 5 cái phản xạ nguyên khoát này ha các bạn. Còn nếu mà bị thiếu những phản xạ này thì là bị khuyết ha các bạn. Thì tôi xin trình bày cụ thể của 5 cái phản xạ này. Phản xạ nguyên khoát ở trẻ sơ sinh gồm có 5 cái phản xạ các bạn. Thứ nhất là phản xạ Monroe, thứ hai là phản xạ 4 điểm, thứ ba là phản xạ nắm, thứ tư là phản xạ duỗi chéo và thứ năm là phản xạ tự động bước. Thì tôi sẽ phân tích từng phản xạ các bạn. Thứ nhất là về phản xạ Monroe. Thì phản xạ Monroe là gì các bạn? Khi mà em bé sinh ra thì cái phản xạ này nó xảy ra khi mà trẻ giật mình vì âm thanh lớn hoặc là có cái tiếng động mạnh ha, hoặc là có một cái chuyển động mạnh ha. Thì khi mà có một cái âm thanh lớn hoặc là có một cái chuyển động mạnh nào đó thì trẻ sơ sinh sẽ giật mình, thì người ta gọi đó là cái phản xạ Monroe. Thứ hai là cái phản xạ 4 điểm. Thì phản xạ 4 điểm là gì các bạn? Chúng ta sẽ dùng cái ngón tay trỏ của chúng ta kích thích vào phía trên, phía dưới, bên phải và bên trái mép của trẻ ha. Chúng ta sẽ kích thích, dùng ngón tay trỏ kích thích trên mép của trẻ gồm 4 điểm, nên người ta gọi là phản xạ 4 điểm á ha. Thì 4 điểm đó là phía trên, phía dưới, bên phải, bên trái mép của trẻ. Thì trẻ sẽ quay đầu đưa lưỡi về phía bị kích thích. Nếu mà nó đụng phải vú của mẹ thì nó sẽ múc luôn. Thì đó là người ta gọi là cái phản xạ 4 điểm ha. Thứ ba là về cái phản xạ nắm. Thì phản xạ nắm hai bàn tay, người ta gọi là cái đáp ứng thô sơ các bạn. Thì nó sẽ xuất hiện từ lúc thai được 25 tuần và nó duy trì cho đến 6 tháng tuổi. Thì từ lúc mà thai 25 tuần á, nó duy trì đến 6 tháng tuổi á, thì lúc nào em bé cũng nắm tay là vậy nè. Thì người ta gọi là cái phản xạ nắm. Chúng ta lấy tay chúng ta gỡ ra, buông ra thì nó cũng nắm tay nữa. Thứ tư là cái phản xạ duỗi chéo. Thì cái phản xạ này được mô tả như sau. Chúng ta sẽ kích thích, chúng ta sẽ gây phản xạ gấp một chi. Thì cái bên chi đối diện nó sẽ bắt đầu nó duỗi ra. Thì người ta nói là nó có tác dụng phối hợp vận động các chi để đưa cơ thể ra xa tác nhân gây đau. Thì đây là người ta gọi là cái phản xạ duỗi chéo các bạn. Thứ năm là cái phản xạ tự động bước. Đây là cái phản xạ tự nhiên khi mà chúng ta đỡ hai bên nách của trẻ. Tôi xách hai nách của trẻ lên và tôi cho chân của trẻ chạm tiếp xúc với mặt phẳng cứng ở dưới đất hay là trên mặt giường gì đó, thì bé nó sẽ đưa một chân ra trước. Cái phản xạ tự nhiên của nó sẽ tự động nó đưa một chân ra về phía trước. Thì nó đưa về phía trước để nó cố gắng như mà nó bước đi trên một cái bề mặt ha. Đó là cái phản xạ tự nhiên các bạn. Thì là cái phản xạ này của trẻ sơ sinh người ta nói là phản xạ tự động bước ha các bạn. Thì đó là tôi vừa trình bày xong cái 5 cái phản xạ nguyên phát ở trẻ sơ sinh ha các bạn. Thôi tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.